Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream về công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream hôm nay, tôi xin được tự giới thiệu. Thư họ tên là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú, là thành viên của nhóm học tập E. Các anh chị ha, các anh chị, chúng ta hãy đợi một vài phút để các anh chị em kịp vào tham dự với chúng ta. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có, hay chỉ đơn giản là muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống thì hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Thư cũng xin tag thầy xin thầy một ít phút để tag những người bạn của mình, gia đình của mình và vào trong phần comment của livestream này các anh chị. Rồi, rất là tuyệt vời các anh chị, chúng ta hôm nay chúng ta có thành công gì thì hãy comment trên chat để Thư cùng ăn mừng với các anh chị chúng ta nha. Để cho thành công của chúng ta được nối tiếp thành công, và thành công này là nền tảng cho thành công tiếp theo các anh chị nha. Để thành công sao ạ? Nuôi dưỡng thành công nha các anh chị. Rồi, Thư đã tag xong những bạn thân yêu rồi. Các anh chị tag xong rồi thì comment cuối số 1 cho Thư thấy nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thói quen của người thành công. Các anh chị Hà, đó là ra quyết định. Thư và các anh chị chúng ta sẽ nhắm mắt 30 giây và nghĩ về cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Khi mà tham gia cái buổi livestream này, anh chị hãy nghĩ về kết quả các anh chị mong muốn. Kết quả gì cũng được các anh chị nha. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu anh chị. Rồi, chúng ta quay trở lại màn hình chính thôi, màn hình thôi các anh chị ha. Các anh chị hãy đảm bảo là mình có mặt ngay trước màn hình của mình các anh chị, vì hôm nay là một cái nội dung mà Thư rất là háo hức để mà chia sẻ với các anh chị chúng ta. Các anh chị hãy ra quyết định là mình như thế nào. Các anh chị sẽ học tập và làm thật tốt các anh chị nha. Rồi, các anh chị, khi mà vũ trụ có bảy trạng thái, các anh chị chúng ta còn nhớ mà cái điều này là Thư và hay là câu lạc bộ thì liên tục nhắc đi nhắc lại với chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta sẽ ôn lại một chút để coi các anh chị có nhớ những cái kiến thức mình được học hay không ha. Thì trong cái thế giới này thì chỉ có mấy trạng thái chỉ có hai trạng thái các anh chị ha. Một là phát triển đi lên, hai là lụi tàn. Nếu các anh chị chúng ta lựa chọn sự lùi bước, dừng lại trước một cái vấn đề nào đó các anh chị, là chúng ta đang lụi tàn đó. Thế anh chị cho Thư hỏi nha, nếu như mà anh chị lùi một bước để mà
khi mà gặp cái vấn đề thì anh chị lùi một bước. Tại thì nếu như mà anh chị không tiến phát triển lên á, thì đằng sau á các anh chị thì những ngày sau anh chị sẽ không, thì anh chị sẽ tiếp tục gặp cái vấn đề đó lại thôi, trừ khi là anh chị bắt đầu sống một cái cuộc sống hiện với cái cuộc sống hiện tại, cái hiện cuộc sống hiện hiện tại của mình nha, an nhàn an phận và không có một cái hoài bão, một cái giấc mơ nào hết, thì mình sẽ không gặp những vấn đề cả. Chứ anh chị cho phép Thương hỏi nha, được hỏi anh chị là những cái người mà sống ở trong nhung lụa, họ cũng gặp những cái thử thách trong cuộc sống của họ, và những cái người mà không thành công nói chung là tài chính không có dư dả nhiều á, họ cũng gặp thử thách trong cuộc sống của họ. Nhưng mà theo anh chị nha, giữa cái một người mà sống ở trong sự dư dả tài chính và vật chất và một cái người không có dư dả về tài chính với vật chất, sống trong cái sự không thoải mái thì cùng gặp thử thách như nhau, nhưng ai sẽ là người dễ thở hơn các anh chị? Cũng gặp thử thách như nhau, nhưng mà theo anh chị thấy là cái bạn kia ghé thăm cả thế giới đó các anh chị nhớ không? Bạn Vi ghé thăm cả thế giới đó. Đấy, thì thách thức là nó đến với tất cả mọi người như nhau. Có phân biệt là người trên núi, người dưới biển, người trên đất liền không anh chị? Không. Hay là bạn ở bên kia bán cầu hay là bạn ở bên đây bán cầu thì mới gặp, có không ạ? Hay là ở giữa bán cầu á thì mới mới gặp thôi, có phân biệt không ạ? Không, thách thức đều đến với tất cả mọi người như nhau. Nhưng mà theo anh chị là trong cái trạng thái đó, người nào dễ thở hơn, người nào dễ dàng và nhẹ nhàng bước qua hơn? Đương nhiên là những người giàu rồi. Là chúng ta hãy có cái sự lựa chọn các anh chị ha. Thì có vũ trụ cho chúng ta hai cái trạng thái để cho mình lựa chọn đó. Một là anh chị phát triển lên, anh chị vượt qua cái thử thách đó và anh chị chinh phục những cái đỉnh núi cao hơn, mình thành công hơn, giàu hơn. Còn hai là gì? Tiếp tục nằm bẹp dưới ở đó, mình không bước qua thời thì thử thách khác nó sao ạ? Cũng đến tiếp thôi em chị. Trong cuộc sống này á, có những cái sự kiện và những cái sự việc chúng ta không có quyết định nó đến, nhưng mà nó nằm ở trong những cái khía cạnh nào đó mà mình không biết được. Đó là những cái quy luật anh chị ha, là những cái thử thách đến để giúp cho nhân loại, cái hành tinh gọi là nhân loại các anh chị, là người đó, anh chị phải có bước đi lên, cái bước đi phát triển lên đó anh chị ha. Nâng mình lên một cái tầm cao mới, một cái nền văn minh mới, giống như là bây giờ cái sự kiện khách quan nó đến, bạn Vi kia thăm đó, thì cả thế giới đã bắt đầu dùng Zoom anh chị, và con người ta bắt đầu có thói quen làm việc sinh hoạt của mình kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, online và offline các anh chị ha. Thì nếu như chứ bây giờ nếu mà không có cái sự kiện đó nó đến, thì khẳng định với anh chị là bây giờ chúng ta cũng chưa dễ để mà gặp nhau trên Zoom đâu. Và cái điều mà chúng ta làm việc với nhau á, nó phá vỡ thời gian, không gian, địa lý với nhau, thì anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Đấy anh chị, cái việc mà chúng ta làm việc các anh chị online như vậy á, nó có tuyệt vời không ạ? Có chứ. Hay là một cái thử thách gì đó nó đến làm cho các nhà bác học, anh chị biết nhà bác học Edison không, phải nghiên cứu ra dây tóc bóng đèn để mình chúng ta dùng nè. Nói chung là mỗi một cái sự kiện, một cái sự việc nào nó đến với cả thế giới anh chị ha, nó đều có mặt lợi và mặt không lợi. Chúng ta học về tư duy người thành công rồi, chúng ta phải tập trung vào cái mặt cơ hội, những cái mặt lợi ích là chúng ta phải nhìn thấy được là trong cái sự kiện nó đến với mình thì cái lợi ích ở đây là gì, và nó sẽ là lợi ích khi và chỉ khi chúng ta phát triển bản thân của mình lên anh chị, đúng không ạ? Giàu thành công giàu có, thử thách nó đến
mình cũng dễ dàng hơn được không ạ? À? Và anh chị nha, ví dụ anh chị có một cái nấc thang là từ 1 đến 10 đi. Anh chị tưởng tượng là cái nấc thang từ 1 đến 10 nha. Là nếu anh chị đang ở cái nấc thang thứ hai là về cái độ hiểu biết, về cái độ mạnh mẽ, cái tính cách, thái độ của mình á, và anh chị gặp cái vấn đề ở mức số 5. Thì nếu như anh chị đang ở số 2 mà anh chị gặp vấn đề ở mức số 5 thì tất nhiên anh chị cái vấn đề nó lớn hơn mình rồi, mình đang ở lớp 2 mà mình gặp cái bài toán lớp 5 thì chắc chắn đều là mình không chưa có giải được bài toán lớp 5, à, mình không biết giải. Thì bây giờ dù cho ai nói chuyện với anh chị, ai nói gì với anh chị nha, à, nói cách giải luôn anh chị ghi vào, nhưng mà nếu anh chị à tưởng tượng là anh chị đang ở trên bậc thang số 7 đi, mà cái vấn đề anh chị gặp đó, nó ở bậc số 5, thì các anh chị còn xem nó là vấn đề không? Không, mình tặc lưỡi ui chuyện này bình thường quá á mà, đúng không? Mình tặc lưỡi ui bình thường có gì đâu, đúng không ạ? Tại sao anh chị? Bởi vì mình có trí tuệ, mình có được cái sự hiểu biết, mình sẽ đi qua nó rất là dễ dàng và đi qua nó rất là nhanh luôn anh chị nha, đúng không ạ? Nên là cái chìa khóa ở đây khi mà gặp một cái vấn đề gì đó anh chị không biết xử lý á, thì mình hãy suy nghĩ, bình tĩnh, cười anh chị nha, và làm, tại vì vũ trụ đang muốn chúng ta phát triển lên đó, đang mong muốn là chúng ta bước lên một cái nấc thang cao hơn và giúp cho chúng ta đạt được những cái mục tiêu của mình, nên là mình đừng có sợ anh chị nha. Một số anh chị gặp thách thức cái co rúm người lại luôn, sợ hãi và né tránh, thì Thư nói với anh chị là né không có né được vì nó là những cái quy luật rồi. Cái này với vũ trụ sẽ luôn cho anh chị những cái bài học nhắc nhở anh chị là một điều gì đó để mà anh chị hoàn thiện bản thân của mình hơn. Thư nhắc lại các anh chị nha, khi mà một điều gì đó nó đến với mình á mà mình đang thấy mà chưa vượt qua được nha, thì anh chị thì vũ trụ đang giúp cho các anh chị chúng ta hoàn thiện mình hơn, và chúng ta hãy nghĩ rằng như vậy nè, vũ trụ á đang nhắc nhở và mong muốn chúng ta phát triển lên. Khi mà mình hoàn thiện hơn thì cái phần thưởng nó đang đợi mình ở ở phía trước đó các anh chị nha. Anh chị hiểu ý không ạ? Còn á, bây giờ anh chị ha, nếu như ngày sau anh chị nếu mà thì anh chị cũng sẽ gặp thôi. À, nếu mà anh chị né thì ngày sau anh chị cũng sẽ gặp thôi anh chị. Vũ trụ sẽ cho chúng ta những cái bài học mà nếu mà chúng ta không nhận ra nha, mà chúng ta mà cứ né thì lần sau sẽ cho những cái bài học tương tự, nhưng như vậy nhưng mà với cái cường độ mạnh hơn, đằng nào cũng phải trải qua. Vì sao không trải qua, vượt qua luôn ngay từ đầu đi các anh chị anh ha. Có rất là nhiều anh chị là những năm 30 tuổi đó, có những cái thách thức về tài chính đó, cái thời gian ấy lại không chịu thay đổi, cố chấp cái kiểu, cuối cùng là đến năm 40 tuổi cũng phải thay đổi thôi, đúng không ạ? Anh chị có cũng có cũng phải thay đổi thôi, đúng không? Ai mà không thay đổi không? Bao nhiêu trong số các anh chị là chúng ta 30 tuổi, năm chúng ta 30 tuổi là hay là những cái năm mà tuổi trẻ của chúng ta gặp những cái thách thức nhưng mà chúng ta không thay đổi, đúng không ạ? Đến năm 40 tuổi hay là những cái năm sau đó, 5 năm sau, 10 năm sau đó, lúc mình nghĩ rằng nó làm sao để mà mình có thể là lướt qua, bỏ qua được, mà tức là không gặp cái vấn đề đó đó, nhưng mà bây giờ thì các anh chị phải thay đổi anh chị ha, thì mới có thể tức là anh chị bỏ qua những không muốn thay đổi, bỏ qua cái vấn đề đó luôn, coi như là nó không xảy ra, lờ nó đi á, nhưng mà cái chuyện nó chưa được giải quyết đó, mà bây giờ mình phải, nhưng mà bây giờ rốt cuộc thì mình cũng phải thay đổi, thì anh chị cầm đang số 1 đi ạ. Đấy, tại vì trước sau gì cũng phải trải qua các anh chị nha, cũng phải vượt qua hết. Anh chị phải
có nhìn thấy là nhiều khi á mình đặt lỗi, mình nói như vậy nè, biết thế ngày trước á, vượt qua luôn chứ bây giờ nó khỏe hơn rồi ấy. Bây giờ có nhiều cái nó gộp vô với nhau đúng không ạ, nhưng mà không sao anh chị nha, ít nhất là mình nhận ra được cái bài học đó và mình đã thay đổi anh chị. Mình cũng ngồi ở trong phòng gym rồi à, trong cái buổi livestream này nè, mình cũng học những cái buổi, mỗi buổi tối hay là các buổi sáng cùng với câu lạc bộ, mình phát triển cái tư duy của mình lên đó, để mà gặp chúng ta gặp vấn đề á, mà nó lớn ở trong cuộc sống á, mình gặp những cái vấn đề lớn thì sao anh chị, thì mình sẽ nhìn thấy rằng là trên cái hành trình mà mình đi, khi mà mình phát triển lên rồi, cái hành trình mình đi, cái thử thách mình có, mình thấy nó rất là nhỏ bé, mình thấy nó rất là đơn giản anh chị nha. Nên là với người thành công á, giàu có anh chị, họ sẽ lựa chọn là gì ạ? Họ sẽ phát triển lên. Khi mà gặp một cái điều gì đó họ không biết cách xử lý, thay vì lựa chọn sự lùi bước và bỏ cuộc, thì họ sẽ lựa chọn sự phát triển, mà không có quay đầu đâu anh chị nha. Đó không phải là thói quen của người của họ đâu, của người thành công. Đó không phải là thói quen của họ. Người thành công là người không bao giờ bỏ cuộc, và người bỏ cuộc là người không bao giờ thành công. Vậy thì sao anh chị? Bất cứ khi nào mà anh chị thấy là mình đang gặp những cái vấn đề lớn đó, hãy tự nói với chính mình nha, nhìn vào gương và nói thật là lớn với bản thân: vấn đề nằm ở tôi anh chị nha, nha, vấn đề nằm ở tôi chứ không phải vấn đề nằm ở chỗ này chỗ kia hay là ở một ai đó, không đổ lỗi ạ à, anh chị ha, mà vấn đề nằm ở đâu ạ à? Ở tôi, ở chính mình đó. Vậy việc của tôi, vậy thì việc của tôi là sao ạ? Là chúng ta phải phát triển bản thân của mình lên để chúng ta có thể đứng cao hơn vấn đề, được không ạ? Đấy, giống như Thư ví dụ với các anh chị nha, lý do mà tại sao khi mà các anh chị tham gia các buổi chia sẻ của câu lạc bộ, tại sao các anh chị thấy Thư hay là các anh chị doanh nhân ha, thường hay nói rằng là chúng ta hãy ghi chép livestream. Nếu mà đã ghi chép là chúng ta phải ghi chép từng câu từng chữ nha, để anh chị có một cái cuốn bí kíp, cái các anh chị ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, phải ghi chép từng câu từng chữ nha, không phải là ghi theo ý mình. Hôm trước có một số anh chị hỏi thường là ghi theo ý mình có được hay không, thì không, không được các anh chị nha. Vậy thì những cái lợi ích khi mà chúng ta ghi chép livestream từng câu từng chữ là gì? Với các nghiên cứu khoa học anh chị, người ta nghiên cứu gần đây, những anh chị mà cầm vào cây viết á, mà anh chị viết xuống giấy, thì những cái tư duy, những cái niềm tin đó, nó đi vào tầng tiềm thức của anh chị rất là nhanh, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều những cái anh chị nào mà nhanh hơn rất là nhiều anh chị nha. Theo nghiên cứu khoa học thì nó sẽ nhanh hơn và nó nhiều hơn là chúng ta gì ạ, đánh máy, đánh ở trên máy tính á, gõ trên máy tính á, hay là trên điện thoại á, nó sẽ không bằng cây bút mà mình viết xuống, được không ạ? Y chang là mình ngồi mình viết mục tiêu á, thì những cái tư duy, những cái kiến thức nó sẽ đi thẳng vào tầng tiềm thức của mình, và nó sẽ rất là nhanh chóng. Và mỗi khi mà anh chị nhìn, anh chị ghi chép như vậy, mình sẽ gia tăng được cái sự hiểu biết của mình sẽ phát triển bản thân của mình lên rất là nhanh. Và khi đó cái hành trình mà các anh chị tiến đến thành công á, đến cái mục tiêu phía trước á, sẽ rất là nhanh các anh chị à, nhanh hơn rất là nhiều. Thời Thư chia sẻ với các anh chị như vậy nè, có một số anh chị hỏi là bây giờ á, chị không có chép livestream nhưng mà chị vào Zoom chị học á, chị viết từ khóa rồi chị học nghiêm túc, chị tỉnh táo em ơi, chị tỉnh táo lắm, yên tâm, chị cần tập trung thôi là chị nhớ hết rồi. Đấy, thì anh chị ơi, não bộ của chúng ta nó học bằng hai cách: thụ động và chủ động. Nhưng thụ động là anh chị phải nghe nhiều, anh chị nha, phải nghe nhiều anh chị. Còn nếu như mà anh chị chủ động thì sao anh chị? Thì Thư có chia sẻ với các
Anh chị rồi đó, anh chị rồi các bạn trong nhóm học tập của mình là như sau ha. Chỉ có một chị Thư có chia sẻ với các anh chị một à, để Thư chia sẻ với anh chị một cái người chị trong nhóm học tập như sau. Thì chị nói là chị hay nghe tốt hơn là chị ghi chép. Thì cái lúc đó, lúc mà chị ấy nghe là não của thì các anh chị, lúc mà mình nghe là não của mình nó đang dùng để nhớ. Nó nhớ có nghĩa là anh chị học dung nha, học dung của câu lạc bộ. Nói là não của anh chị nó đang dùng để nhớ những gì mà host, cái vị doanh nhân chia sẻ, cái vị speaker, cái vị doanh nhân đó chia sẻ ha. Thì anh chị ghi vào trong vở, chứ bây giờ não mình nó không có suy nghĩ anh chị nha, nó không có phân tích. Nhưng mà Thư đang phân tích cho các anh chị nghe đúng không? Có nhiều anh chị hỏi là mình chép một bài xong rồi mình chép đi chép lại cái livestream, mình chép hết cái chỗ livestream sau đó mới quay lại bài số 1 hay là như thế nào. Thì đúng rồi nha anh chị, không phải là cái chuỗi livestream 30 ngày thì anh chị chép 30 ngày để anh chị biết ứng dụng ngày 1, ứng dụng gì ngày 2 là cái gì, ngày 3 là cái gì, 4 là cái gì, 5 là cái gì. 30 ngày là 30 ngày ứng dụng như thế nào, chứ không phải là anh chị chép một anh chị chép hết 30 ngày, anh chị chép có livestream của ngày 1 thôi thì anh chị chưa đủ bí kíp anh chị ha, không đủ bí kíp để anh chị ứng dụng rồi sao về kết quả cho mình. Anh chị hiểu mà, cái bộ công thức, cái bộ livestream của câu lạc bộ là thiết kế ra là 30 ngày là để ứng dụng đủ 30 ngày đó các anh chị. 30 ngày là 30 chủ đề khác nhau các anh chị nha, nên là chúng ta phải ghi tiếp 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 gì hết 30 ngày rồi các anh chị mới tua lại ngày 1 để cho các anh chị thấm qua một lần nữa, chứ không phải là anh chị 30 ngày anh chị chép có một cái video của ngày 1 thì nó sẽ không có, nó chưa đúng lắm như các anh chị nha. Tức là 30 ngày mà anh chị biết ứng dụng có của mỗi cái ngày 1 thôi là anh chị bị thiếu, bị không đủ cái kiến thức rồi, sao biết gặp lỡ như trong 29 ngày còn lại gặp cái trường hợp này trường hợp kia mà nó nằm ở trong hai mươi chín ngày mà anh chị chưa chép tới thì sao, đúng không? Anh chị hiểu ý tôi nói không? Nên là cái bộ livestream anh chị cứ chép tới, cách chép là như thế nào, chép từng câu từng chữ nó rất là đơn giản các anh chị. Và một cái bí kíp như thế này nha, trước khi mà anh chị chép thì anh chị phải ra quyết định rồi anh chị mới chép. Anh chị đã nghe ở trong câu lạc bộ của chúng ta là chỗ chép livestream về tiền, chép livestream khách hàng gõ cửa mua hàng, chép livestream tiền về đấy đúng không? Anh chị nghe rất nhiều thì để đạt được cái kết quả như vậy, anh chị nhớ là anh chị phải ra quyết định trước khi mà anh chị đặt bút xuống chép. Ví dụ lỡ chép rồi mà nhớ là mình chưa ra quyết định thì sao, ngưng lại mấy giây đó ra quyết định sau đó mới chép tiếp nha. Làm cái gì cũng vậy, nếu như mình vô tình mình nhớ là mình chưa ra quyết định thì sao, dừng lại ở đó một chút, ra quyết định lại rồi mới làm tiếp cho anh chị nha. Ra quyết định với tiềm thức nha anh chị, chúng ta phải thực hành, phải biến cái này thành lối sống của chúng ta, đó là hoàn thành mọi việc ở trong tâm trí trước khi bắt đầu các anh chị nha. Làm đúng đủ đều các anh chị thì anh chị mới có kết quả. Còn nhiều anh chị là chép livestream đồ, chép chia sẻ là chép rất là nhiều luôn mà sao em ơi chị chưa thấy, sao kết quả đang về thì phải hỏi lại anh chị có ra quyết định trước khi chép livestream hay không. Anh chị phải ra quyết định là những cái anh chị sẽ tốt nghiệp được những cái bài học, những cái tư duy mà anh chị chép được, nghe được, học thông qua việc chép livestream này, rồi anh chị ứng dụng và kết quả về gấp 100, 1.000 lần, ứng dụng triệt để luôn, kết quả là gấp 100, 1.000 lần luôn các anh chị ha. Rồi hay là anh chị có thể ra quyết định là chép livestream tiền về, chép livestream khách hàng gõ cửa mua hàng đấy, hay là các anh chị ra quyết định là chép livestream mà một trang là một trang là tiền về 1 triệu. Anh chị phải gán vào cái việc này, và để mà các anh chị có động lực chép livestream thì anh chị phải gán cái việc chép livestream này nó với một những cái hình ảnh mà nó giúp cho anh chị kích thích. Thì cái việc mà chép livestream mà một trang là 1 triệu đó, đó là một
trong những cái bí kíp mà để giúp cho các anh chị kích thích cái con người làm việc của mình nha các anh chị ha. Tại vì cái khi mà mới á, anh chị cái chép livestream nó cũng chưa có dễ cho các anh chị đâu, nó cũng cần rất là nhiều cái sự cam kết của chúng ta, nhưng mà chọn thông qua cái việc này thì các anh chị sẽ rèn luyện được bản thân của mình rất là nhiều. Anh chị sẽ tập trung hơn, cái khả năng của tập trung của anh chị nó sẽ tăng hơn, tăng cao rất là nhanh, hiệu rất là nhanh luôn nha các anh chị nha. Tại vì lúc mà anh chị chép livestream á là 4 trên 5 giác quan của anh chị là đang tập trung hoàn toàn luôn để mình tiếp nhận cái kiến thức, những cái tư duy của người thành công, của doanh nhân Miss Thanh Tú chia sẻ với chúng ta. Vậy nó sẽ trực tiếp đi vào trong cái tầng tiềm thức của anh chị và cũng như là từng cái tế bào của các anh chị luôn á. Anh chị đang dạy cho cái tế bào, mỗi ngày chúng ta là có hàng chục ngàn cái tế bào nó được sản sinh ra các anh chị nha. Thì anh chị biết đó, mình phải nuôi nó, mình phải gieo, mình phải cho nó ăn chứ, mình phải cho nó ăn anh chị ha, phải cho nó ăn những cái kiến thức, những cái tư duy của người thành công. Thì một thời gian sau là 3 tháng, là 6 tháng, là 1 năm anh chị ha, vân vân. Thì những cái đó sẽ những cái kiến thức mà bây giờ anh đang chị đang tiếp nhận, đang chép, đang học thông qua chép livestream á, là anh chị đang, đó là cái kết quả của con người của anh chị trong tương lai đó. Có tuyệt vời không ạ? Khi chép á, thì anh chị lại có những kết quả là tiền về khách hàng, công việc tốt nè nha. Rồi mà khi mà anh chị một thời gian sau thì anh chị là trở thành cái con người giống như anh nhân Miss Thanh Tú, thì anh chị có thấy, anh chị thấy như thế nào? Thành công như vậy á, đỉnh đạt, trẻ tuổi, thành công, điềm đạm, khiêm nhường, một nhà bán hàng xuất sắc, một con người có trái tim ấm áp, một con người có một cái con người là có nhiều những cái chiến lược vô cùng là xuất sắc, là tuyệt vời luôn các anh chị, một nhà đàm phán tài ba, một thương nhân kinh tế lỗi lạc. Anh chị có muốn mình trở thành một con người như vậy hay không? Nếu không, nếu sorry, nếu mà anh chị mong muốn thì hãy cho phép bản thân mình làm theo sự hướng dẫn, sự định hướng của câu lạc bộ của anh chị ha. Đây là không phải là một người anh chị, không, một nếu đúng với một người đó, thì nó là may mắn, nhưng mà với câu lạc bộ thì cái bộ công thức, cái lộ trình này nó đã mang lại kết quả và giúp cho được cho rất nhiều người rồi các anh chị, hàng nghìn, hàng chục nghìn người rồi các anh chị nha. Nên là anh chị cách nhanh nhất mà để mình thành công đó là học theo người thành công, làm theo người thành công, mình thành công luôn các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn, biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Thư rất là vui, rất là háo, rất là vui được gặp lại các anh chị chúng ta. Và các anh chị ơi, hãy nhanh chóng, anh chị nào mà mới gặp Thư ở đây thôi, chưa có gặp doanh nhân Miss Thanh Tú hay là các anh chị doanh nhân nhóm trưởng khác, thì anh chị hãy liên hệ ngay với người bạn của mình, hoặc liên hệ ngay với Thư. Nếu chưa có bạn thì liên hệ ngay với Thư nha, để tham gia vào cái buổi Zoom trao giá trị cộng đồng tại câu lạc bộ trí tuệ ưu tú các anh chị, để mình đón nhận được những cái nhiều kiến thức nhất các anh chị ha, cho mình được gặp gỡ người thành công, học từ người thành công, mình thành công luôn các anh chị nha. Rồi, hẹn gặp 4 giờ 4, chúng ta hiện tại là các buổi Zoom cho giá trị cộng đồng là có những khung giờ nào Thư cũng chia sẻ với các anh chị qua một chút ha. 4 giờ 45 sáng các anh chị ha đó, rồi 12 giờ trưa và 20 giờ tối các anh chị. Thì các anh chị không không có bắt không có ai bắt buộc anh chị phải học hết 3 buổi Zoom hay đâu nha. Anh chị sắp xếp thời gian của mình và nên tham gia tối thiểu ít nhất là 1 trong 3 buổi Zoom đó các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn và biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư. Xin chào.